Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là do thời gian gần đây xuất hiện một số trường hợp, mặc dù đã đủ điều kiện kết thúc cách ly tập trung, nhưng sau khi rời khỏi khu cách ly về địa phương lại tái dương tính với virus SARS-CoV-2, làm lây lan dịch trong cộng đồng. Hôm nay 4 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành công văn hỏa tốc số 2141 về việc tạm ngưng cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện kết thúc cách ly tập trung. Văn bản 2141, Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tạm thời chưa giải quyết cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo hướng dẫn mới. Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh trật tự khu vực cách ly, tung tin không đúng về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng. Các khách sạn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm nơi cách ly tập trung có chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giá dịch vụ đối với người cách ly phải tiếp tục thực hiện cách ly thêm từ ngày thứ 15 trở đi.